Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 236 Dừng một chút, Chu Hoài tiếp tục nói, trong số ba vị tiểu thư, ngũ tiểu thư có dung mạo bình thường, hơn nữa còn vì một ván cờ mà phạm lỗi. Lục tiểu thư, tính tình khá tự do và ít để ý lễ nghi, có lẽ hầu gia và phu nhân sẽ không hài lòng. Nhưng trái lại, cử tiểu thư thì khiến tiểu nhân ngạc nhiên từ đầu đến giờ. Không chỉ am hiểu y thuật, tài nghiệm thi cũng xuất sắc, mà điều quan trọng nhất chính là tâm tính của cử tiểu thư. Tính cách của nàng khác biệt đến nỗi có lẽ cả kinh thành cũng khó tìm ai so bì được. Tần Diễm khượng bước chân lại, hỏi, vậy còn Vũ Nhi thì sao? Bát tiểu thư, Chu Hoài hơi do dự một chút rồi đáp, Bát tiểu thư dường như vẫn còn kém hơn đôi phần. Tần Diễm nhíu mày, trong khi Chu Hoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tần Diễm quay lại nhìn Chu Hoài chớp mắt, ta sống tới giờ mà chưa từng thấy ngươi khen ai như vậy. Ý ngươi là, phụ thân nên xếp Tần Hoàn trước cả Vũ Nhi sao? Chu Hoài trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, không, tiểu nhân không có ý đó. Cửu tiểu thư tuy rất xuất sắc, nhưng tính cách của nàng khiến tiểu nhân nghĩ rằng nàng sẽ không vướng bận với hầu phù ngược lại nếu sau này bắt tiểu thư vào cung nàng sẽ càng quan tâm đến an nguy của hầu phù hơn cửu tiểu thư nếu được sử dụng khéo léo sẽ là một quân cờ tuyệt diệu hơn cả bắt tiểu thư nhưng nếu không dùng đúng cách rất có thể sẽ phản lại tần diễm nheo mắt điều này thì ta cũng nghĩ như ngươi vừa nói chuyện hai người đã vào đến phòng tần diễm tiếp tục không rõ vì sao bình thường nàng luôn ôn hòa yên lặng nhưng từ khi nhà xảy ra chuyện chết chóc ta mới nhận ra tiểu nha đầu này rất đáng gờm người có hiểu ý ta không từ cường đại này ở kinh thành ta chưa từng nghĩ sẽ dùng đến nhưng khi thấy nàng ta lại cảm nhận được điều ấy chu hoài gật đầu tiểu nhân hiểu hôm nay khi cử tiểu thư điều tra án tiểu nhân cũng có cảm giác như vậy nàng là một thanh kiếm hai lưỡi Tần Diễm đứng trước cửa sổ, nhìn ra khoảng sân tuyết phủ trắng xóa, nếu dùng đúng cách sẽ là vũ khí lợi hại nhất của chúng ta, nhưng nếu không, sẽ gây hại cho chính mình. Chu Hoài lặng lẽ gật đầu, Tần Diễm khẽ nhếch cằm nói, dù sao đi nữa, thanh kiếm này vẫn mang họ Tần, cùng chung vinh hoa hay tổn thất. Từ nay về sau, vị trí của nàng sẽ vượt trên cả Tần Tương. Chu Hoài gật đầu, đột nhiên nói, à đúng rồi dường như ngũ tiểu thư bị cuốn hút bởi bạch thiếu chủ. Nghe vậy, nét mặt tần diễm trở nên phức tạp, dù năm nay chỉ mới 20 tuổi, dù đã tôi luyện một trí tuệ phi phàm trong sân quyền lực kinh thành, hắn vẫn còn rất trẻ. Nghe lời chu hoài, hắn ghê hừ một tiếng, bạch thiếu chủ quả là một lựa chọn không tồi, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này không thể nào suôn sẻ đến vậy. Dựa vào thế lực của nhà họ Tần, Tần Tương chưa chắc có thể làm dâu nhà Bạch, hoặc là liệu bạch thiếu chủ thật sự thích tần tương chu hoài cúi mắt khóe môi khẽ cong hỏi thế tử có người trong lòng sao câu hỏi bất ngờ khiến tần diễm hơi sững người sau đó nụ cười bên khóe môi cũng cứng lại ta đương nhiên là không có chu hoài khẽ cười chuyện tình cảm thật khó phân định dù bạch thiếu chủ thật lòng hay chỉ đùa vui chỉ cần ngũ tiểu thư giữ được bình tĩnh thì không sao nếu nhà họ bạch thực sự có thể bước vào đông cung thì đó đúng là chuyện tốt tần diễm nhướng mày quay lại nhìn chu hoài vậy ngay cả ngươi cũng không hiểu rõ tâm tư của bạch phi ngọc sao chu hoài lại cười rồi lắc đầu tiểu nhân không thể đoán được thế tử còn chưa trải qua chuyện tình cảm nên chưa thấy được sự phức tạp của nó bạch thiếu chủ đối tốt với ngũ tiểu thư có thể là vì vừa gặp đại yêu cũng có thể chỉ là phép lịch sự hoặc cũng có thể chỉ là vui đùa qua đường tóm lại thật giả thế nào tiểu nhân nhất thời cũng khó nhận ra tần diễm nhíu mày nếu có người trong lòng ta lẽ nào không phân biệt được lợi hại sao nếu vô ích cho gia tộc ta sẽ không thích nếu có lợi cưới về là được chu hoài thở dài giọng dịu đi một chút tình yêu không phải muốn thích thì thích không muốn thích thì ngừng nếu dễ dàng vậy Sao trên đời lại có bao nhiêu chuyện yêu hận oán thán triền miên đến thế? Tần Diễm nghĩ lại thấy cũng đúng, dù ít khi đọc truyện vật, thuở niên thiếu hắn cũng nghe qua nhiều câu chuyện như thế. Nghĩ vậy, hắn ngạo nghễ nói, Chu quản gia chắc hẳn đã hiểu ta đặt tâm tư ở đâu rồi. Chu Hoài cười khổ, thế tử không màng tình cảm, nhưng tiểu nhân vẫn hy vọng người có thể gặp một người đáng yêu thương. Tần Diễm khẽ hừ một tiếng dường như không mấy hứng thú với chuyện này, liền hỏi, tin từ kinh thành sẽ đến trong mấy ngày. Chúng ta đã chậm trễ khá lâu, không biết phụ thân bên đó thế nào rồi. Chu Hoài đáp ngay, thế tử không cần lo, hầu ra đã tính toán mọi thứ từ trước rồi. Tần Hoàn chưa hay biết việc mình qua loa nghiệm thi đã khiến Tần Diễm và Chu Hoài phải nhìn lại bằng con mắt khác. Nàng đứng trước cửa sổ, nhìn ra sân phủ tuyết trắng mà thầm nói, Dường như tuyết bên ngoài đã tan một lớp. Tần Sương chạy đến bên cạnh Tần Hoàn, nhìn một hồi rồi nói, không đâu, chẳng thấy gì thay đổi mà. Phục Linh bước tới từ bên cạnh, nói, "Lục tiểu thư xem, băng trên mái hiên đã không còn thấy nữa rồi." Tần Sương nghiêng đầu nhìn thêm chút nữa, trong mắt chợt sáng lên, "Ồ, đúng là không còn thấy thật." Thời tiết quá lạnh nên từ sáng sớm, trên mái hiên đã đọng một lớp băng vậy mà giờ đã tan hết, nước tuyết nhỏ tí tách xuống từ mái hiên, chứng tỏ tuyết đã bắt đầu tan. Tần hoàn nhẹ nhõm thở ra, tuyết tan rồi, chắc vụ án này cũng sắp sáng tỏ. Tần Sương vui vẻ nói, lúc đó chúng ta có thể khởi hành rồi. Nói rồi lại có chút chán ghét, căn nhà này từng có người chết, không biết chúng ta có bị dính vận xui không nữa. Phục Linh vội nhìn ra bên ngoài một cái, suyệt, lục tiểu thư, chúng ta chỉ đến ở nhờ thôi, ngài nói vậy không được đâu. Tần xương rụt cổ lại, ta biết mà, ta đâu có nói ra ngoài đâu. Tần Hoàn không mấy bận tâm đến chuyện xui rùi. Nàng chỉ muốn biết Tống Lợi và Đồng Thúc có thể điều tra ra nguồn gốc của mảnh vải bông màu đen kia không? Chờ đợi nôn nóng cả nửa ngày, cuối cùng đến tối nàng cũng nhận được tin từ Tôn Mộ Khanh. Cửu tiểu thư đã điều tra được rồi. Cửa vừa mở, Tôn Mộ Khanh liền vui mừng nói ngay, đôi mắt đầy kích động, vẻ mặt phấn khởi như một thiếu niên, điều tra ra rồi. Đồng Thúc và Tống Lợi tìm thấy một chiếc áo bông đen từ chỗ một gã người hầu nam. Chiếc áo đó giống hệt với mảnh vải chúng ta tìm được từ hung thủ. Tống bộ đầu đã kiểm tra và phát hiện trên áo cũng có những chỗ bị cào rách. Phục Linh đưa Tôn Mộ Khanh vào, hắn đứng ngay cửa, một hơi kể cho Tần Hoàn tất cả tin tức nàng muốn biết cả phục linh và tần sương đều sáng bừng đôi mắt tần sương nói nhanh vậy đã tìm được rồi sao thật là tuyệt vời vậy vụ án này coi như phá được rồi gương mặt tôn mộ khanh chợt xịu xuống lắc đầu đáp chưa đâu vì người đó vẫn không chịu nhận tội tần sương trợn mắt sao lại không nhận áo đó tìm được rồi hắn còn định chối cãi thế nào tôn mộ khanh cười khổ áo đã tìm thấy nhưng chủ nhân của nó là một người hầu tên trương sơ thường phụ trách mua sắm và làm việc vặt trong nhà dù áo bông đã tìm được hắn vẫn không nhận tội hắn nói chiếc áo này đã có từ trước là do mẹ hắn để lại khi tới ngôi nhà này là mùa hè đến mùa đông thì sư huynh làm áo bông mới cho mọi người nên chiếc áo cũ không dùng nữa hắn còn nói vết cào trên áo đã có từ lâu trên áo có vết máu không tần hoàn bất chợt hỏi tôn mộ khanh lắc đầu hình như không có người báo tin cho ta cũng không đề cập đến chi tiết này chỉ nghe nói tống bộ đầu định tra khảo trương sơ con chuẩn bị dùng gậy đánh và thẩm vấn suốt đêm để lấy lời khai tần hoàn nhíu mày phải kiểm tra xem trên áo có vết máu không nếu không có thì xem xem hắn có giặt áo trong mấy ngày nay không phòng người hầu thường ở chung với nhau thời tiết này lạnh lẽo quần áo giặt xong không dễ khô nhất là áo bông nếu hắn có giặt, chắc chắn người khác sẽ biết. Nhưng, vì sao chắc chắn trên áo sẽ dính máu? Tần Sương ngơ ngác hỏi. Tần Hoàn bất đắc dĩ nói, người quên rồi sao? Trong móng tay của tiểu thi thể kia toàn là máu, còn trên vải bông thì vết máu dài đầy. Áo của hắn lẽ nào lại không dính máu? Hơn nữa, vết máu trên tường tại hiện trường rất nhiều. Ta dám chắc, áo của hung thủ nhất định có dính máu. Tôn mộ khanh nhíu mày, vậy chúng ta đi xem chứ. Tôn Mộ Khanh chủ động gọi Tần Hoàn đi cùng, nàng dĩ nhiên không từ chối. Càng kéo dài thời gian, vụ án càng khó phá. Thấy Tần Hoàn định đi, Tần Sương cũng lập tức nói, ta cũng muốn đi, cho ta đi cùng. Oan uổng quá, đồng thúc, gió lạnh lùa vào nghị sự đường, tiếng kêu thảm thiết của Trương Sơ không ngừng vang lên. Tống lợi ngồi ở vị trí trên, sắc mặt lạnh lùng nhìn Trương Sơ, Ta gặp qua không ít phạm nhân rồi, nhưng chẳng ai chịu nhận tội ngay từ đầu. Ai mà chẳng đợi đến khi ăn vài chục gậy không chịu nổi mới chịu khai. Trương Sơ, ta khuyên ngươi đừng chống đối nữa, dù gì cũng phải cung khai, sao không tránh khổ nhục cho mình. Trương Sơ nằm úp trên một chiếc ghế dài, hai bộ khoái giữ chặt, một người khác cầm cây đòn gánh thay cho gậy của nha môn. Từng đòn gánh nện xuống lưng Trương Sơ, không lâu sau trong phòng đã thoang thoảng mùi máu tươi. Khi tôn mộ khanh đến trước cửa nghị sự đường, vừa đúng lúc nghe tiếng kêu thảm thiết xé gan xé ruột của trương sơ. Tôn mộ khanh giật mình hoảng sợ, liền hỏi đồng thúc đứng bên cạnh, đồng thúc, đây là đang làm gì vậy? Đồng thúc thở dài, nhìn về phía tống lợi, tống bộ đầu nói phải dùng hình phạt. Khi vườn bách thảo báo quan, tống lợi đã đến đây xử lý. Tôn mộ khanh nhìn qua thấy trương sơ đang thoi thóp, vội nói áo bông của trương sơ đâu trên áo có vết máu không và mấy ngày nay hắn có giặt quần áo không đồng thúc nhíu mày rồi lắc đầu lúc nãy kiểm tra không thấy vết máu trên áo nhưng có giặt áo không thì không rõ tống bộ đầu ngài nghĩ sao tống lợi hừ lạnh một tiếng liếc mắt thấy tần hoàn bước vào từ cửa liền cao giọng nói vấn đề này hỏi hắn trực tiếp chẳng phải là được sao không tiểu nhân không có giặt tống lợi nheo mắt vậy nếu các hạ nhân khác cũng nói dối thì sao tôn mộ khanh nhíu mày lạnh lùng một người có thể nói dối nhưng cả đám người trong phủ này chẳng lẽ cũng sẽ cùng nhau nói dối tống lợi nhìn tôn mộ khanh ánh mắt hơi truyền rồi nói tôn công tử nói cũng có lý vậy tạm dừng dùng hình phạt gọi những người ở cùng hắn lên hỏi một lượt nghe vậy tôn mộ khanh mới giãn mày ra tống lợi ra lệnh rồi quay qua nhìn đồng thúc đồng thúc lập tức phân phó người hầu đứng ngoài đi gọi người tống lợi đứng dậy nhìn tôn mộ khanh nói mọi chuyện đều theo ý tôn công tử tôn công tử yên tâm ta tống lợi không phải là kẻ ép nhận tội tôn mộ khanh cũng nhận ra thái độ không tốt của tống lợi chỉ khẽ nhếch khóe môi mà không nói thêm gì tần hoàn đứng bên ngoài lạnh lùng quan sát mà chưa lên tiếng quyền lực của Tần Diễm không đồng nghĩa với quyền lực của nàng, và với thân phận một cô nương như nàng, thường thì không thể tác động đến quan trường. Huống hồ Tống Lợi đã biết họ chỉ ở đây tạm thời, vài ngày nữa sẽ rời đi. Một khi bọn họ đi rồi, vụ án này sẽ hoàn toàn nằm trong tay Tống Lợi. Chẳng bao lâu sau, một vài gia nhân nam sống cùng phòng với Trương Sơ cũng được gọi vào nghị sự đường. Tống Lợi ngồi trên ghế chủ vị, hư lạnh một tiếng, các ngươi, có ai thấy Trương Sơ giặt áo trong mấy ngày nay không? Mấy người kia nhìn nhau một chút, rồi đều lắc đầu. Tống lợi ánh mắt sắc lạnh, không ai thấy. Các người suy nghĩ kỹ đi, nếu dâu diếm không báo, tức là muốn làm đồng phạm. Bộ đầu đại nhân, chúng tôi thật sự không thấy. Chúng tôi là hạ nhân, chẳng phải ai cũng ngày ngày giặt đồ. Với lại thời tiết này lạnh lắm, chúng tôi càng không dễ giặt rũ. Thật sự không dám dối gạt ngài trong phòng vẫn thoảng mùi máu tanh, Trương Sơ nằm trên ghế dài rên rỉ khe khẽ. Mấy người hầu khác đều sợ hãi, không ai dám nói dối nửa lời. Đồng thúc bên cạnh lên tiếng, tống bộ đầu, xem ra thực sự không phải Trương Sơ. chương 237 Tống lợi nhíu chặt đôi mày, dù nói là hắn không giặt quần áo, nhưng biết đâu hắn có cách nào khác. Tối nay cứ tạm nhốt hắn vào một phòng riêng biệt, ngày mai sẽ lục soát kỹ cả nhà một lần nữa rồi mới bàn tiếp. Đồng Thúc định nói gì đó nhưng lại thôi, Tống Lợi ngáp dài một cái, hôm nay mệt rồi, cứ thế đi, mấy anh em chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi trước. Vừa dứt lời, Tống Lợi liền định dẫn mấy bộ khoái đi cùng, Tôn Mộ Khanh đứng ở bên, cau mày nhíu lại, nhưng không thể làm gì khác được. Chờ Tống Lợi cùng mấy người rời đi, Đồng Thúc mới thở dài nói, Trương Sơ, đêm nay ngươi ngủ tạm ở phòng nhỏ được không trương sơ hơi do dự một chút cuối cùng cũng gật đầu đồng thúc lập tức chỉ huy mấy người nam hầu khác các ngươi đưa hắn ra ngoài đại thành ngươi theo ta lấy ít thuốc trị thương cho hắn ở bách thảo viên này không thiếu nhất là thuốc người nam hầu được gọi tên liền đáp lời còn đồng thúc thì quay sang tôn mộ khanh biểu thiếu ra ngài cũng nên nghỉ ngơi trước đi ngày mai rồi hẵng tra xét tiếp. Tôn Mộ Khanh không còn cách nào khác, đành gật đầu với chút chán nản, "Được, vậy đợi đến ngày mai." Tôn Mộ Khanh bước ra khỏi cửa, nhìn Tần Hoàn với vẻ bất lực, "Gặp phải nha dịch thế này thật chẳng biết làm sao, nếu ở Ích Châu hay Liên Châu thì đã tốt rồi." Ánh mắt Tần Hoàn thoáng chút u ám, "Không cần nói đến Ích Châu hay Liên Châu, ngay cả thành Viên Châu cũng tiện nghi hơn nơi này nhiều. Huyện nhỏ này quá hẻo lánh, dân cư chưa khai hóa." chính vì vậy mà Tống Lợi không biết địa vị thực sự cao quý của Yến Chi. Người không biết thì không sợ, nghĩ cũng thật vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Khi Tống Lợi cùng mọi người đã rời đi, Tần Hoàn cũng chẳng thể tìm được manh mối nào ngay, đành đi cùng Tôn Mộ Khanh về sân của mình. Tần Sương hư lạnh, nói, tên Tống Bộ đầu đó, ta thấy hắn thật không vừa mắt. Đợi khi về Kinh Thành, nhất định sẽ để Tam Ca xử lý hắn cho hà giận để trở lại kinh thành cũng phải ít nhất nửa tháng nữa. Nhưng điều khiến Tần Hoàn lo lắng bây giờ là dù tuyết tan, vụ án vẫn chưa được làm rõ, chỉ sợ Tống Lợi sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi, mà như vậy thì càng kéo dài thêm thời gian. Giờ đây, đêm đã khuya, bầu trời tối đen như mực, khu bách thảo viên với những ngôi nhà cũ kỹ chìm sâu vào bóng đêm mịt mù. Phục Linh cầm đèn lồng gió, soi đường cho đoàn người trở về. Hiện tại ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là lo lắng hung thủ vẫn còn đang ẩn nấp trong nhà. Tôn Mộ Khanh cũng nghĩ như Tần Hoàn. Khi Tần Hoàn định nói điều gì, bất ngờ, từ chỗ ngoặt phía trước xuất hiện một bóng người, đâm sầm vào Phục Linh đang cầm đèn, khiến nàng kêu khẽ một tiếng. Người đó hoảng sợ lùi qua một bên, cúi đầu lắp bắp, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân thật đáng chết. Phục Linh khẽ vung đèn trên tay, ánh sáng bỗng yếu đi vài phần. Nàng lườm người đó một cái, hóa ra là một nam hầu đang cầm cây trồi phục linh vốn định nổi giận nhưng thấy hắn còn làm việc muộn thế này nên đành nén cơn giận chỉ nhắc nhở đi đứng cẩn thận chút đi mắng nhẹ một câu xong phục linh đứng tại chỗ chờ tần hoàn và mọi người lên trước nam hầu cúi đầu cầm trồi phía trước lại là phục linh khiến tần hoàn không nhìn rõ mặt hắn trong ánh đèn mờ nhạt tần hoàn bước nhanh hơn một chút khi ngang qua phục linh Tần Hoàn nhạy bén nhận ra một mùi thuốc thoang thoảng, ngọt ngào và hơi cay. Theo bản năng, Tần Hoàn cảm thấy nhẹ lòng, ở Bách Thảo Viên, có mùi thuốc trên người cũng là điều bình thường. Lục tiểu thư, nhanh lên đi, đèn sắp tắt rồi. Phục Linh dục một câu, mấy người phía sau đều nhanh chân hơn. Sau khi mọi người đi qua, Phục Linh mới tiếp tục đi tới, tiến được vài bước, Tần Hoàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam hầu cầm chổi đang từ từ đi về hướng đông tiểu thư đang nhìn gì vậy phục linh hỏi tần hoàn lắc đầu đáp không có gì chỉ nghĩ không biết người này có ở cùng phòng với trương sơ không sao nãy giờ không thấy hắn nam hầu trong nhà cũng không nhiều chắc chắn phải ở chung phòng với nhau thấy người đó đã đi xa tần hoàn tạm thời gạt bỏ suy nghĩ trong đầu nghe vậy vân mộ khanh cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua quả thật ta cũng chưa để ý lắm. Nhưng nếu có điều gì không ổn, ngày mai vẫn có thể tiếp tục thẩm vấn thêm. Tần Hoàn gật đầu, hôm nay sức khỏe tôn phu nhân thế nào rồi? Tần Hoàn vẫn rất quan tâm đến bệnh tình của Bạch Phi Yên, nghe hỏi, tôn mộ khanh lắc đầu, vẫn chưa tỉnh lại. Trong lòng Tần Hoàn dâng lên cảm giác lo âu, Bạch Phi Yên hình như đã ngủ mê mệt nhiều ngày, chẳng lẽ thực sự đã tới hồi sức cạn đen tan. Tần Hoàn không khỏi có chút lo lắng, nhưng đã có Tôn Hạo Nguyệt và Tôn Mộ Khanh ở đây, dù thế nào cũng không đến lượt nàng chủ động hỏi han về việc chữa trị. Tần Hoàn chỉ nhíu mày, nói, Tôn Thần Y cũng không có cách nào sao. Nằm mê mệt lâu như thế này, e là không phải dấu hiệu tốt. Sư huynh ta đã lo lắng đến bạc cả tóc, người không thấy hắn đã mấy ngày nay không ra ngoài sao. Mọi việc trong phủ, đồng thúc đều thay sư huynh giao tiếp với tống bộ đầu, tất cả cũng vì bệnh tình của sư tẩu quá nghiêm trọng. Nghe Tôn Mộ Khanh nói vậy, Tần Hoàn không khỏi thốt lên, nếu Tôn Thần Y nhất thời chưa có cách, vậy bên Dược Vương thì sao? Tôn Mộ Khanh cười khổ, sư phụ gần đây muốn bế quan, trước đó sư huynh đã viết thư xin chỉ dẫn. Lúc đó sư phụ bảo rằng cách làm của sư huynh là đúng rồi, nhưng về sau không rõ có chuyện gì thay đổi nữa. Chữa bệnh không chỉ dựa vào thầy thuốc, còn phải xem tình trạng thân thể của người bệnh nữa." Tần Hoàn nói vậy, Tôn Mộ Khanh vội gật đầu, đúng là như vậy. Hai người trò chuyện thêm vài câu về bệnh tình của Bạch Phi Yên, rồi cùng nhau đi đến sân. Sau đó, mỗi người tản về phòng riêng, Tần Hoàn thấy vụ án vẫn chưa có kết quả nên lòng cũng có chút muộn phiền, quay về phòng không lâu thì đi nghỉ. Sau một đêm ngủ không sâu, sáng hôm sau, Tần Hoàn bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào. Khi nàng còn chưa tỉnh hẳn, giọng Phục Linh đã văng vẳng bên tai, tiểu thư, mau dậy, lại có người chết. Tần Hoàn như nghe thấy âm thanh xé toạc màn sương mù mở ảo, lập tức mở mắt và ngồi bật dậy. Cái gì, lại có người chết sao? Phục Linh mặt đầy vẻ nghiêm trọng, vâng, lại có người chết. Vừa rồi đồng thúc cho người đến báo. Tần Hoàn lập tức xốp chăn bước xuống giường, trong khi Tần Sương mặt còn ngái ngủ mở mắt ra, hỏi lại có người chết sao? Ta đang mơ đấy à? Phục Linh bất đắc dĩ đáp, Lục Tiểu Thư, không phải mơ đâu, thực sự lại có người chết rồi. Trong khoảnh khắc, Tần Hoàn đã mặc chỉnh tề, bước ra ngoài rửa mặt. Phục Linh không kịp quan tâm đến Tần Sương, vội vàng chạy theo. Tần Hoàn nhanh chóng sửa soạn, khoác áo choàng rồi bước ra cửa. Vừa ra khỏi cổng viện, nàng thấy Tần Diễm cùng Tôn Mộ Khanh đang đi từ hướng sân Tần Diễm tới tôn mộ khanh không tiện đến sân tần hoàn nhưng có thể đến sân tần diễm hai người cùng đi tới tay trong tay tần hoàn lập tức tiến lên hỏi ai đã chết đại thành đã chết rồi tôn mộ khanh đáp nhanh chóng sắc mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết tứ chi của đại thành cũng bị chém đứt tần hoàn sững người nhất thời không thốt nên lời đại thành là nam hầu mà đồng thúc gọi đến đêm qua nàng vẫn nhớ mang máng khuôn mặt chân thật hiền hậu của hắn dù khoác áo choàng dày, một luồng khí lạnh vẫn từ lòng bàn chân truyền lên khắp cơ thể nàng. Đây là nạn nhân thứ hai, cả hai đều bị chặt tứ chi. Hùng thủ vẫn còn ẩn nấp trong bách thảo viên, và hắn đang tiếp tục giết người. Tần hoàn cao mày, ở đâu? Mau đưa ta đến xem. Tôn mộ khanh vội nói, ở phía đông, vừa rồi đồng thuốc phái người tới báo. Ta vẫn chưa đến xem, họ nói thi thể ở trong kho thuốc nhỏ. Theo ta đi đi hiện giờ đã có người thứ hai chết, tình hình rất nguy hiểm, nên ta định gọi mọi người cùng đến xem. Tần Hoàn gật đầu, Tôn Mộ Khanh liền đi trước dẫn đường, Tần Hoàn và Tần Diễm đi theo sau chưa được bao xa thì Tần Sương chạy tới, thở hồn hển và giọng run run, sao lại có người chết nữa. Chúng ta vẫn chưa rõ tình hình, cứ đi xem trước đã. Giọng Tần Hoàn lạnh băng, Tần Sương còn định hỏi tiếp nhưng lại bị giọng điệu của nàng làm cho chùn bước cả nhóm nhanh chóng đi đến khu đông uyển nơi có kho thuốc nhỏ mà tôn mộ khanh nhắc đến bên ngoài đã tụ tập toàn bộ người hầu trong phủ thím lâm mắt đỏ hoe đang đứng nói chuyện nhỏ với một phụ nhân bên cạnh biểu thiếu gia đã đến nghe tiếng hô thím lâm liền quay người lại biểu thiếu gia tôn mộ khanh bước lên hỏi thế nào rồi thím lâm ra hiệu vào trong kho thuốc nhỏ đồng thúc và tống bộ đầu đang ở trong đó đại thành đại thành chết cũng thảm như tiểu hạt thông, biểu thiếu gia tốt nhất không nên nhìn. Tôn mộ khanh lắc đầu ra hiệu không sao, rồi nhanh chóng bước vào kho thuốc nhỏ. Nói là kho thuốc nhỏ, nhưng thực ra là một nhà kho lớn. Vừa đến cửa, mùi thuốc đã sộp lên, khi tôn mộ khanh bước vào trong, tần hoàn đi theo sát sau. Vừa vào cửa, cả mùi thuốc lẫn mùi máu tanh nồng nặc sộp vào mũi. Tần Sương định theo vào, nhưng vừa bước một chân vào thì mùi tanh khiến dạ dày nàng quặn lên ghê tởm, bất đắc dĩ bĩu môi rồi ở lại bên ngoài. Kho này chứa đầy các tủ thuốc trông dược, thi thể đại thành nằm tựa vào quầy thuốc cạnh cửa sổ cuối phòng. Ánh sáng lờ mờ bao trùm cả kho thuốc, thi thể đại thành dựa vào quầy thuốc, tình trạng không khác gì tiểu hạt thông tứ chi bị chém đứt, máu thịt lẫn lộn, xương cốt cũng gãy vụn. Máu đỏ thẫm dưới thân hắn đọng thành vũng lớn, lan ra khắp sàn quầy thuốc đồng thúc và tống lợi đứng trên lối đi nhỏ bên cạnh còn mấy bộ khoái đứng tụm lại cách xa thêm một chút vừa bước vào tôn mộ khanh đã thấy tống lợi nhíu chặt mày ý thức được rằng họ đang đối mặt với một tên hung thủ tàn ác vẻ mặt tống lợi hiện lên vài phần nghiêm trọng sau cùng kẻ tiếp theo có thể trở thành nạn nhân chính là hắn đồng thúc chuyện gì đã xảy ra vậy tôn mộ khanh hỏi đồng thúc xoay người đôi mắt dường như còn vương lệ khi thấy tôn mộ khanh và tần hoàn cùng một số người bước vào ông nhẹ nhàng ho khan sau đó trầm giọng nói là đại lâm phát hiện ra tối qua lần đầu tiên lấy thuốc là do đại thành phụ trách ông nói là nửa đêm trương sơ đau quá không chịu nổi nên đại thành đã chủ động nói sẽ đến lấy thuốc lần nữa sau đó đại thành đi rồi không quay lại nữa về sau trương sơ ngủ thiếp đi những người khác cũng đều ngủ ai cũng không biết gì cho đến sáng hôm sau sáng hôm sau khi mọi người tỉnh dậy thấy đại thành chưa về ai nấy mới bắt đầu thấy kỳ lạ lúc đó mọi người còn nghĩ rằng có thể đại thành ở chỗ trương sơ nhưng khi đến nơi cũng không thấy ông đâu trương sơ sau một đêm vẫn chưa khỏe hẳn nên đại lâm mới đến để lấy thuốc cho ông ấy khi đến nơi đại lâm thấy cửa kho thuốc đang mở Ông nghĩ có ai đó ở trong nên gọi vài tiếng rồi bước vào, nhưng lại phát hiện ra thi thể của đại thành. Trong kho thuốc có nhiều dược liệu giải rác khắp nơi, nhưng đều là loại thông thường, không mấy quý hiếm, nên bình thường cửa kho cũng không khóa. Trong nhà đông người nhưng chẳng ai vô cớ mà đi trộm thuốc. Nếu ai thấy không khỏe, chỉ cần đến nói với ta một tiếng là có thể lấy thuốc mang về. Đây là quy tắc do thiếu chủ đặt ra, vì cậu ấy xem mọi người như người nhà. Đồng thúc nói rồi quay lại nhìn thi thể của đại thành, mắt ông hơi ướt, khẽ thở dài, không ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Tôn mộ khanh nheo mắt lại, còn tần diễm vừa bước vào, liếc mắt đánh giá tần hoàn. Khi nhìn kỹ, tần diễm mới nhận ra. Tần hoàn vẫn giữ vẻ bình thản không thay đổi, nhưng khác hẳn mọi ngày, ánh mắt nàng lúc này sâu thẳm như đang suy ngẫm điều gì đó. Tần diễm thu hồi ánh nhìn, trong lòng càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Tống bộ đầu, ngài thấy thế nào? Tôn mộ khanh quay sang nhìn tống lợi. Tống lợi giọng nói lần này không còn kiêu ngạo như mọi khi, chắc chắn vẫn là tên hung thủ đó, kẻ đã chặt tay chân nạn nhân. Tên này hẳn có một quá khứ đặc biệt, nếu không, hắn sẽ không chọn cách giết người man rợ như vậy. Lần này, lời của tống lợi không khiến ai phản bác. Anh ta chỉ nhăn chán, gãi gãi đầu một cách bực bội. Vụ án này không phải nhỏ, trong huyện bên cạnh đã nhiều năm rồi chưa từng có chuyện như vậy. Hung thủ nhất định đang ẩn nấp trong phủ, có thể hắn đã biết Đại Thành sẽ đến lấy thuốc, nên đã âm thầm bám theo rồi nhân lúc Đại Thành không đề phòng mà ra tay giết hại. Tần Hoàn đứng bên cạnh im lặng từ đầu, giờ mới bước lên một bước. Ánh mắt nàng dừng lại ở dược quầy cạnh cửa sổ, lần này, án mạng xảy ra ngay trong nhà lại không bị tuyết lớn che phủ. Tần Hoàn thấy rõ một dấu tay dính máu trên khung cửa sổ, nàng nhìn qua, rồi Tống Lợi cũng nhìn thấy. Nhưng anh ta lại thở ơ, nói, nhà các ngươi sao lại đụng phải một kẻ điên như thế? Chỉ chuyên cắt tay chân người khác. Trong giọng Tống Lợi đã có ý trách móc, Đồng Túc cười khổ, nói, chúng tôi cũng đâu biết được, nếu biết thì còn cần nhờ đến Tống bộ đầu sao? Trường Sơ bị thương đến nỗi không xuống giường được, ít nhất cũng có thể chứng minh hung thủ không phải là ông ấy, đúng không? Tống lợi hừ một tiếng, có phải các ngươi đang giấu ta chuyện gì không? Tự dưng sao lại có kẻ cứ dùng cách này để giết người liên tiếp như vậy? Hung thủ này có lý do gì để giết người như vậy? Đồng thúc chỉ cười khổ, không biết phải giải thích ra sao, thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Chương 238 Đồng thúc hơi khựng lại, rồi ông cười nói, Tháng nào cũng bổ sung thuốc một lần. Tháng trước cũng vừa bổ sung thêm một đợt, mùa đông trời lạnh, thiếu chủ không ra ngoài nhiều, số người đến tìm thầy thuốc cũng không nhiều, vì thế dược phòng gần đây vẫn chưa bổ sung thuốc thêm. Cô nương Tần nhắc nhở thế này thì đúng là hợp lý, đợi đợt tuyết này tan, ta sẽ bổ sung cho đầy đủ. Tần Hoàn khẽ cong khóe môi, nhưng trong lòng lại lạnh buốt. Nàng không phải vì muốn tranh giành hay thể hiện chỉ là nàng trước giờ luôn tự tin vào y thuật của mình. Thế nhưng lần này lại hoàn toàn không tìm ra manh mối nào. Vậy, đồng túc này, trong phủ thuốc được để ở đây và trong đại dược phòng phải không? Đồng túc biết tần hoàn cũng dành y thuật nên không lấy làm ngạc nhiên khi nàng hỏi. Ông cười đáp, không hẳn thế, tiểu dược phòng này chỉ chưa những dược liệu thường dùng, còn đại dược phòng bên kia là nơi để những dược liệu quý hiếm đa phần là thuốc bổ để thiếu phu nhân bồi bổ sức khỏe. Sở dĩ gọi là đại dược phòng vì ở đó thiếu chủ chữ nhiều thuốc và những dược liệu tốt. Thường thì khi thiếu chủ kê thuốc cho người ngoài, người hầu của họ sẽ đến tiểu dược phòng này lấy thuốc. Tần Hoàn gật đầu, ra là vậy, đồng thúc cứ đi nhanh lên. Đồng thúc nghe xong liền cười rồi đi sâu vào trong, còn Tần Hoàn đứng lại trước quầy thuốc, có chút buồn bã. Lượng thuốc này bổ sung mỗi tháng một lần, từ việc thiếu thuốc có thể biết gần đây trong phủ dùng thuốc gì để chữa bệnh qua lời đồng thúc nói rõ ràng đại dược phòng là nơi dành riêng cho phu nhân tôn hạo nguyệt khi chữa bệnh cho người khác đều lấy thuốc từ đây nàng gặp người bệnh không rõ thần trí ấy cách đây ba ngày trong khi dược phòng vẫn chưa bổ sung thêm thuốc điều này đủ để chứng minh những vị thuốc nàng kê từ gốc cây tôn hạo nguyệt vẫn chưa hề sử dụng cửu cô nương cô có chuyện gì sao Thấy Tần Hoàn đứng trước quầy thuốc đăm chiêu, Tôn Mộ Khanh vội bước đến trước mặt nàng. Tần Hoàn lấy lại tinh thần, vội bình tĩnh lại rồi nói, không có gì, chỉ là không ngờ trong phủ chuẩn bị nhiều dược liệu đến vậy. Lượng thuốc ở đây chắc hẳn còn phong phú hơn cả những tiệm thuốc ngoài kia. Tôn Mộ Khanh bật cười, vì thế mới gọi là Bách Thảo Viên đấy. Ta thấy sư huynh tính toán ở lại đây lâu dài, đừng nói sư tổ mỗi năm đều cần dùng thuốc ngay cả khi chữa bệnh cho người khác hay cả trong phủ này các hạ nhân cũng đều cần dùng đến thuốc tần hoàn gật đầu vẻ mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng vẫn thấy bất an nàng nhìn tôn mộ khanh muốn hỏi hắn dùng thuốc như thế nào nhưng sợ hắn sẽ nhận ra điều gì nên đành tạm gác chuyện này lại tần hoàn bình tĩnh lại không muốn nhắc đến chuyện đó nữa rồi nhìn về phía thi thể đại thành tôn công tử có nhận ra điều gì không tôn mộ khanh lắc đầu vết thương giống hệt tiểu hạt thông, kẻ đó chắc chẳng thèm thay dao. Trong lòng Tần Hoàn không hiểu sao lại dấy lên cảm giác bất an. Trong khi đó, hai tên gia đình đã đặt thi thể đại thành lên một tấm ván gỗ và chuẩn bị đưa ra ngoài. Thấy vậy, Tần Hoàn vội lùi sang một bên và tôn mộ khanh cũng tránh sang. Máu của đại thành đã khô cứng từ lâu. Tuy tay chân bị chém nhưng vết thương chí mạng lại nằm ở ngực và bụng. Khác với tiểu hạt thông, có vẻ đại thành đã dẫy rủa kịch liệt trước khi chết, nên vạt áo của hắn bị sộc sạch. Hai gia đình đặt thi thể đại thành lên tấm ván, sắp xếp lại tay chân của hắn, rồi từ từ đưa ra ngoài. Lối đi trong rược quầy khá hẹp, nên tần hoàn đứng sang một bên để tránh đường. Khi hai gia đình cẩn thận nâng tấm ván đi ngang qua nàng, tần hoàn thoáng có chút thương cảm. Nhưng khi ánh mắt vừa lướt qua thi thể đại thành, nàng chợt cau mày vạt áo của đại thành bị bung ra thấm đầy máu trước đó tần hoàn chưa nhìn rõ nhưng vừa rồi khi hai gia đình di chuyển thi thể vạt áo bị kéo rộng ra thêm nhìn từ trên cao xuống nàng mơ hồ thấy một vết thương ở ngực đại thành đại chu rất coi trọng thân thể tóc da đều là của cha mẹ ban cho nên không dám tùy tiện tổn thương vì vậy việc trị bệnh cứu người thường không sử dụng đến dao kéo tuy nhiên ở Dược Vương Cốc nơi đứng đầu y thuật trên thế gian lại có ghi chép cổ xưa về những trường hợp tổ tiên nhà họ Tôn từng mổ xẻ và chữa bệnh hiểm. Dù nghe thật đáng sợ, nhưng Tần Hoàn biết rõ y thuật của họ Tôn vô cùng tinh vi. Tại Dược Vương Cốc, chỉ những đệ tử xuất sắc nhất mới được chính tay cốc chủ dạy những liệu pháp này. Tần Hoàn may mắn là một trong số đệ tử ấy, vì vậy nàng mới đủ can đảm mổ bụng cứu sống đại công chúa. Tần Hoàn biết rất rõ những vết thương trên thân thể người sau khi được mổ thường không giống như vết sẹo bình thường. Vết thương trên ngực đại thành không phải là vết sẹo bình thường mà là dấu vết của một vết khâu giống hình con rết. Liệu trước đây đại thành đã từng bị thương? Hay là hắn từng mắc bệnh? Tần hoàn ngẩn người nhìn thi thể đại thành bị đưa đi. Còn bên này, tần diễm đã đứng chờ ngoài cửa khá lâu mà tần hoàn vẫn chưa ra. Liền đi đến trước cửa, cửu muội chúng ta quay về thôi tần hoàn giật mình tỉnh lại vội gật đầu rồi bước ra ngoài với vẻ hơi hoang mang trong đầu nàng bỗng rối bời nhưng nhất thời không thể tìm ra được manh mối sao muội chậm chạp thế chúng ta cùng về đi mọi người sẽ đến sân của tam ca gọi cả ngũ tỷ nữa cả nhà tụ lại một chỗ thì sẽ không sợ tần sương vừa lò bầu vừa nói thấy tần hoàn nét mặt vẫn trầm ngâm liền khẽ vỗ vai nàng này muội có nghe không đấy được tần xương vỗ một cái cảm giác kỳ lạ trong lòng tần hoàn cũng dịu đi phần nào nàng tập trung trở lại vào chuyện tìm hung thủ vội gật đầu được đến sân của tam ca thôi tôn mộ khanh bước theo bên cạnh tần hoàn khẽ hỏi cửu cô nương cô sao thế tần hoàn nhìn tôn mộ khanh một thoáng hắn cùng đến bách thảo viên vào ngày hôm đó chỉ là sớm hơn nàng một chút chắc chắn hắn cũng không biết gì như nàng tần hoàn mím chặt môi lắc đầu không có gì đâu chỉ là ta đang nghĩ xem hung thủ hiện giờ đang ở đâu tôn mộ khanh nhìn về phía dinh thự rộng lớn ngôi nhà này rộng lớn và trống trải như vậy e là hắn hiện giờ đang trốn ở một góc nào đó thôi tần hoàn chỉ gật đầu mà không nói thêm gì khi vừa nhìn sang nàng thấy lâm thầm cùng một lão bà khác đang cầm một tấm vải trắng đi về phía tiểu dược phòng nàng liền gọi lớn lâm thầm người định làm gì vậy Nghe Tần Hoàn gọi, Lâm Thẩm dừng bước và nhìn thấy bọn họ. Bà bước đến hành lễ rồi mới nhìn tấm vải trắng trong tay, đáp, đại thành cần làm lễ tiểu liềm, không thể quá sơ sài, tấm vải này là để chuẩn bị linh đường cho hắn và tiểu hạt thông. Tần Hoàn gật đầu, rồi nhẹ nhàng hỏi thêm, vừa nãy thấy vết thương của đại thành còn nặng hơn tiểu hạt thông, chỉ e là hắn có đánh nhau với hung thù. Đại thành bình thường có khỏe mạnh lắm phải không? Nghe vậy, mắt lâm thầm liền đỏ hoe bà lắc đầu đáp hắn vốn không được khỏe khi mới tới dường như mắc bệnh gì đó sau được thiếu chủ chữa khỏi thì mới dần dần khỏe lên hắn là người đầu tiên được thiếu chủ chữa bệnh chúng tôi còn bảo hắn thật có phúc nhưng ai mà ngờ giờ đây lại thành ra như thế tôn mộ khanh thấy vậy vội vàng an ủi lâm thầm tần hoàn nghe mà trong lòng có chút cảm giác lạ lùng lâm thầm lau nước mắt rồi nói thiếu chủ đối đãi tốt với tất cả hạ nhân. Chúng tôi ở đây đều sống rất hòa thuận, như một gia đình. Vậy mà giờ đây tiểu hạt thông và đại thành đều ra đi, nô tỳ thật sự thấy đau lòng. Nói xong, lâm thầm tự thấy mình có chút thất lễ, bèn vội nói tiếp, xem nô tỳ này làm chậm trễ thời gian của biểu thiếu gia và cô nương. Tống bộ đầu bảo muốn lục soát cả tòa nhà, biểu thiếu gia và tần cô nương mau về thôi. Nô tỳ xin phép cáo lui lâm thầm rời đi lúc này tần hoàn và tôn mộ khanh mới tiếp tục đi về phía trước tần sương và tần diễm ở bên kia cũng nghe được lời của lâm thầm tần sương với giọng kính trọng nói thật không ngờ trên đời lại có vị thần y như tôn thần y ta chưa từng thấy chủ nhân nào chữa bệnh cho hạ nhân của mình với tấm lòng như vậy bệnh của tôn phu nhân chắc chắn sẽ khỏi thôi tần diễm cũng cười nói người lương thiện át sẽ gặp điều tốt lành tôn phu nhân chắc sẽ không gặp chuyện gì đáng ngại đâu tôn mộ khanh giọng pha chút tự hào nói phải kể thêm rằng sư huynh hạo nguyệt thực sự là người hiền lành nhất trong tất cả sư huynh của ta hồi nhỏ ta luôn đi theo huynh ấy không phải nói là tất cả bọn trẻ ở dược vương cốc đều vây quanh huynh ấy huynh học vấn giỏi y thuật cũng xuất sắc được sư phụ rất mực yêu mến sau khi huynh trưởng thành và thành thân huynh tạm rời dược vương cốc dù huynh không có ở đó, sư phụ vẫn luôn xem huynh là hình mẫu để khích lệ chúng ta. Sự lương thiện trên người ta đều do học từ huynh ấy. Đôi khi ngẫm lại, ông trời thật không công bằng, sư huynh và sư tẩu đều là những người tốt vậy mà sư tẩu lại mắc bệnh. Nghe Tôn Mộ Khanh nói, lòng Tần Hoàn cũng có chút chua xót. Nàng tuy không thân thiết với Tôn Hạo Nguyệt như Tôn Mộ Khanh, nhưng nàng luôn ngưỡng mộ hắn. Cả hai đều xuất thân từ Dược Vương Cốc, và tôn hạo nguyệt đã dùng y thuật để cứu rất nhiều người nghĩ đến điều này nàng không khỏi thương xót cho vợ chồng tôn hạo nguyệt nhưng tần hoàn hiểu rõ rằng có đôi khi ông trời thật sự bất công tôn công tử không cần lo lắng thần y như tôn thần y át sẽ mang đến kỳ tích chữa khỏi bệnh cho tôn phu nhân chỉ là vấn đề thời gian thôi cuối cùng tần sương cũng nói được vài lời tốt đẹp khiến tôn mộ khanh vội gật đầu đáp chắc chắn chắc chắn sẽ vậy tôn thần y luôn cố gắng cứu giúp bao nhiêu người có phải chăng là để tích lũy phúc báo mong cho tôn phu nhân sớm bình phục tần sương vừa đi vài bước vừa lẩm bẩm khiến bước chân tần hoàn khựng lại khi nghe thấy ban đầu nàng cảm thấy có chút kỳ quái vì tôn hạo nguyệt chữa khỏi bệnh cho rất nhiều hạ nhân trong phủ nhưng qua lời nói của tần sương nàng dần hiểu ra cứu giúp người khác và cứu chính phu nhân của mình không hẳn là có liên hệ trực tiếp nhưng có đôi khi con người là vậy dù mạnh mẽ và tài giỏi như tôn hạo nguyệt khi gặp khó khăn với bệnh tình của tôn phu nhân hắn vẫn đặt hy vọng vào việc người tốt sẽ gặp điều lành tần hoàn không tin phật tổ cũng chẳng tin vào số mệnh nhưng đôi khi con người vẫn cần một chút tín ngưỡng tín ngưỡng này không nhất thiết phải là một tôn giáo cũng chẳng phải một pháp sư cao siêu nào tín ngưỡng là niềm tin vào cái tâm thiện khi con người đối mặt với thiện ác tin vào phật tổ tin vào những lời cầu mong sự trường thọ và tin rằng người tốt sẽ gặp lành là động lực khiến người ta làm điều thiện. Vừa bước đi, Tần Hoàn vừa nghĩ về đêm hãi hùng đầy máu lửa đó. Đêm ấy, nàng từng nghi ngờ vào chính niềm tin của mình. Nhưng khi nàng tỉnh lại trong thân thể của cửu tiểu thư, nàng lại thấy biết ơn trời xanh. Đây có phải là phúc báo dành cho nàng chăng? Càng nghĩ, lòng tần hoàn càng nhẹ nhõm, cảm giác khác lạ ban đầu cũng tan biến nàng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo Tần Sương đến sân của Tần Diễm. Vừa bước vào sân, Tần Sương đã nói, ta sẽ đi gọi ngũ tỷ. Nói xong, Tần Sương nhanh chóng rời đi, nhưng cũng trở lại rất nhanh, và chỉ có mình nàng trở về. Tần Diễm liền hỏi, ngũ muội đâu? Tần Sương khẽ ngập ngừng, môi hơi mím lại, sắp tới rồi. Tần Hoàn không hiểu nguyên nhân, nhưng sau một lát, Tần Tương xuất hiện, vận một bộ váy sa màu phấn nhạt, bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ uyển chuyển. Chiếc váy tả rộng như sương như khói, theo gió nhẹ tung bay, tạo nên một vẻ mơ hồ. Bộ váy vốn rất tinh tế và thanh nhã, nhưng vào thời điểm mùa đông lạnh giá này, lại vừa có người qua đời, vẻ rực rỡ quá mức của tần tương lại khiến người ta có chút khó chịu. Không chỉ vậy, nàng còn búi tóc cao, phấn trang đầy mặt. Mọi người hôm nay đều đang bận rộn vì chuyện truy tìm hung thủ nhưng nàng lại trang điểm như thể sắp đi dự yến tiệc. Tôn Mộ Khanh mở to mắt nhìn Tần Tương. Một lúc sau, Tôn Mộ Khanh bước đến bên Tần Hoàn, khẽ hỏi: "Cửu cô nương, Ngũ tiểu thư ở nhà cũng ăn diện lộng lẫy như vậy sao?" Tần Hoàn nhìn Tần Tương, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tần Sương nhanh chóng tiến đến bên cạnh, khẽ hừ một tiếng, bình thường ở nhà, nàng đâu có thế này. Tôn Mộ Khanh tỏ vẻ không thể tin nổi. Vậy là vì sao? Tần Sương lại hừ lạnh, bởi vì nàng ta có dụng ý riêng. Có người chết cũng chẳng là gì với nàng, nàng cũng chẳng sợ hung thủ tìm tới. Hôm nay là có người sắp trở về. Tần Sương nói với giọng đầy vẻ mỉa mai khiến Tôn Mộ Khanh nghe mà nửa hiểu nửa không. Tần Hoàn lắc đầu, không muốn giải thích thêm, Tần Diễm nhìn thấy Tần Tương ăn diện thế này cũng không khỏi cau mày. Nếu Tần Tương lúc nào cũng ăn diện thế này thì không nói nhưng đây lại là bộ váy tinh xảo khác hẳn bình thường, khiến sự xuất hiện hôm nay của nàng trở nên cố tình bất thương. Tần Diễm biết rất rõ lý do đằng sau sự cố tình này của Tần Tương. Chẳng phải chỉ là điều tra thôi sao, vì sao chúng ta đều phải tụ lại một chỗ thế? Tần Tương vừa huyền truyền bước vào phòng, dù trong lòng Tần Diễm có chút không hài lòng, nhưng nét mặt không hề biểu lộ. Chỉ nhẹ nhàng nói, hung thủ chưa rõ đang trốn ở đâu, đợt điều tra này có thể khiến hắn chạy trốn khắp nơi. Tất cả tụ lại một chỗ là vừa tránh được điều tiếng, vừa an toàn hơn cho chính mình. Nghe Tần Diễm nói, Tần Tương không dám xem nhẹ, vội gật đầu, ra là vậy, nhờ Tam Ca lo lắng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 239. Tần Sương đứng bên cạnh biểu môi, vội vàng bước đến gần Tần Hoàn và nói, rõ ràng là thiếp đi gọi nàng, thế mà nàng lại chỉ biết nghe lời Tam ca, đúng là không có chút lương tâm nào. Lần sau, thiếp sẽ không đi gọi nàng nữa. Tần Hoàn nghe vậy thì khẽ mỉm cười bất đắc dĩ, đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Tần Sương để an ủi. Tần Tương ngồi xuống, quay sang hỏi Tần Diễm, "Tam ca, nghe nói hôm nay lại có người chết nữa sao?" Việc có người chết mọi người đã biết từ sáng sớm, nhưng giờ Tần Tương mới hỏi. Trong lòng, Tần Diễm khẽ lắc đầu, quyết định không chấp nhặt với một cô gái trẻ, đúng vậy, lại có một nam hầu chết. Tần Tương khẽ cau mày, không nói gì thêm, Tần xương dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Tần Tương, nhưng đầu nói nhỏ vào tay Tần Hoàn, nàng chắc đang nghĩ việc chết người thật không may mắn, lại còn mong đợi Bạch Thiếu Chủ trở về. Nhìn bộ dạng của nàng hôm nay kia, chẳng còn chút rụt rè nào. Người ta vừa mới chết, thiếp ngại chẳng dám mặc áo choàng đỏ, thế mà nàng vẫn trang điểm lộng lẫy. Hừ, đúng là phu nhân dậy ra đấy. Khi Tần Sương rời khỏi Tần Phủ, trong lòng nàng vẫn còn chút oán giận, liền tiện miệng trách móc cả Lâm Thị. Tần Hoàn chỉ cười, không nói gì thêm, rồi hướng về tiểu đình bên cạnh mà đi. Việc chờ đợi thật không thú vị, nên Tần Sương cứ díu rít bám theo Tần Hoàn trò chuyện. Dù nàng nói ba câu thì Tần Hoàn chỉ đáp một, nhưng vẫn tốt hơn là ngồi không ở đó. Tần Diễm và Tôn Mộ Khanh không biết đang bàn chuyện gì, chỉ còn lại Tần Tương ngồi một mình trong sảnh, Chu Hoài đứng canh ở cửa, rất nhanh, nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Phải đợi đến bao giờ đây? Thà về viện của mình mà chờ, đóng cửa cho an toàn, có gì mà phải lo nguy hiểm chứ. Tần Tương bắt đầu mất kiên nhẫn, Vãn Hà vội khuyên nhủ, "Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh lại, đây là lệnh của thế tử mà." Nghĩ đến Tần Diễm, Tần Tương mới hạ giọng một chút, "Nếu không nể mặt Tam ca, ta đã chẳng đến đây." Vãn Hà thở phào nhẹ nhõm, trước đây, Tần Tương luôn tỏ ra dịu dàng hào phóng, phần vì nàng là người được sủng ái nhất trong Tần phủ, mọi việc thuận theo ý nàng. Vì vậy, nàng ít khi để lộ mặt không vui với ai. Thế nhưng, tình cảnh giờ đây đã khác, ít nhất bề ngoài, Tần Diễm đối xử không phân biệt với cả ba chị em, thậm chí sự thân thiết giữa tần sương và tần hoàn khiến địa vị của tần hoàn càng được nâng lên trong vô thức hơn nữa tôn mộ khanh và tần hoàn lại có quen biết cũ điều này càng làm cho tần tương thêm phần lẻ loi trong mắt người ngoài thì không sao nhưng bên trong tính tình của tần tương ngày càng trở nên nóng nảy không biết bạch thiếu chủ hôm nay có trở về không nhỉ ngồi thêm một lúc tần tương bất chợt lẩm bẩm vãn hà liếc nhìn thấy hôm nay Tần Tương trang điểm kỹ càng, váy áo lộng lẫy, vẻ ngoài thật kiều diễm, dù hơi không phù hợp với hoàn cảnh. Dẫu sao thì nàng cũng là nữ nhi, lòng đầy tâm tư của phái yếu. Vãn Hà thở dài, "Tiểu thư, ngài đừng nóng vội, thiếu chủ Bạch gia nhất định sẽ trở về. Hôm nay không về thì ngày mai cũng sẽ về thôi." Tần Tương lắc đầu, "Nhưng mà, nhưng mà ngươi không thấy sao, bọn họ đang điều tra khắp nơi. Nếu hung thủ bị bắt vụ án sẽ phá xong lúc đó chúng ta làm sao còn lý do ở lại đây tuyết cũng chẳng còn rơi nữa ai cũng không mong tuyết rơi vào lúc này nhưng giọng điệu của tần tương lại mang chút tiếc nuối vãn hà nghe vậy chỉ thầm cười khổ tiểu thư tương lai còn dài ngài hãy kiên nhẫn xem thiếu chủ bạch gia đối đãi với ngài ra sao được không tần tương cau mày như vừa sực tỉnh ta không bận tâm hắn có bao nhiêu tình cảm với ta những ngày qua tần tương lúc nào cũng như đắm chìm trong mối tình đầu nay bỗng nói ra những lời này khiến ngay cả vãn hà cũng ngỡ ngàng tiểu thư ý ngài là gì tần tương siết chặt khăn trong tay ánh mắt dần tắt đi những sắc thái lãng mạn thay vào đó là một nét buồn vương vấn nam tử trên đời mấy ai thật lòng trung tình nhìn phụ thân thì rõ rồi vãn hà không ngờ tần tương lại nói như vậy nhất thời không biết phản ứng ra sao Vậy ý tiểu thư là, ta chỉ thích dung mạo của thiếu chủ Bạch gia, cũng thích gia thế của Bạch gia mà thôi. Trong đại sảnh không có ai, Tần Tương khẽ hạ giọng, nói ra nỗi lòng mình. Vãn Hà sững sờ, trong lòng vừa thương cảm, vừa cảm thấy chua xót xen lẫn một chút hoang mang. Với những suy nghĩ như vậy, Tần Tương sẽ quyết tâm giành giật, nhưng điều này có thể khiến nàng làm ra những chuyện táo bạo hơn nữa. Tiểu thư bạch gia đâu phải ra thế tốt nhất thiên hạ đến kinh thành còn nhiều vương quyền quý tộc khác nữa mà vãn hà khẽ khuyên nhủ chỉ muốn giúp tần tương bình ổn lại suy nghĩ nhưng tần tương lắc đầu người nghĩ ta không biết sao mẫu thân đã nói với ta cả rồi kinh thành tùy tiện một nhà đều là quý tộc nhà nào cũng bề thế ta còn không phải là con gái chính thức của trung dũng hầu phủ lại còn khiến phụ thân phiền lòng vậy thân thế của ta ở kinh thành có là gì huống chi trong hầu phủ đã có bát muội giờ còn thêm cửu muội nhắc đến tần hoàn ánh mắt tần tương lộ rõ vẻ không cam lòng cắn răng nói vậy nên chỉ cần có cơ hội ta sẽ không dễ dàng từ bỏ lúc này chưa tới kinh thành ta vẫn có thể tự quyết định cho chính mình vãn hà nghe vậy lòng bàn tay bắt đầu dịn mồ hôi muốn khuyên nhủ nhưng lại không biết phải khuyên thế nào Tần tương cũng không nói thêm gì nữa, sau khi giải bày xong, trong lòng nàng như chút được gánh nặng, không còn oán hận. Nàng ngồi đợi trong viện của tần diễm đến khi màn đêm buông xuống mới đứng dậy, đợi cả nửa ngày rồi, còn phải chờ đến bao giờ nữa. Ta về đây. Tần tương cuối cùng đã không còn kiên nhẫn, vừa nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Vãn hà vội nói, tiểu thư, dù sao cũng phải báo với thế tử một tiếng chứ. Tần tương liếc mắt nhìn qua, thấy Tần Diễm đang nói chuyện với Tần Hoàn trong tiểu đình, ánh mắt nàng trùng xuống, rồi xài bước ra ngoài. Vãn Hà thở dài, chỉ biết đi theo sau. Tần Tương bước nhanh vào sân, đi thẳng vào nhà chính. Vừa bước vào phòng, nàng liền giận dữ tiến về phía nội thất, ngồi xuống mép giường, nhưng ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong phòng tối đen như mực, nàng bỗng cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng, mơ hồ ở ngay sau gáy mình tần tương ngay lập tức cảm thấy rùng mình từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng lên theo bản năng nàng định đứng dậy nhưng đúng lúc đó một lưỡi dao lạnh buốt và sắc bén kề sát vào sau lưng nàng đừng động đậy giọng người đàn ông trầm và lạnh lùng như một bóng ma ẩn trong bóng tối sẵn sàng nuốt chừng nàng tần tương ngồi thẳng đơ rõ ràng cơ thể nàng đã cứng lại nhưng không thể ngăn được cơn run dày khi tần tương tức tối bước vào nội thất Vãn Hà không tùy tiện theo vào. Thường thì lúc Tần Tương nổi giận là nàng không muốn ai đến gần, nên Vãn Hà chỉ đứng chờ ở bên ngoài. "Ngươi." Giọng Tần Tương trở nên khản đặc, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ nàng. Vừa thốt ra một tiếng, lưỡi dao lạnh phía sau eo lại càng ép chặt hơn. Da đầu nàng tê dại, gần như có thể cảm nhận lưỡi dao sắc bén đang rạch vào chiếc váy lụa hồng nhạt của mình. Tần Tương siết chặt nắm tay, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động căn phòng tối đen như mực chỉ có một tia sáng mờ mờ từ lối vào chiếu vào tần tương tuyệt vọng nhìn về phía ánh sáng yếu ớt đó từng giọt mồ hôi lạnh lớn từ chán nàng nhỏ xuống tần tương bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận nàng không nên quay lại đây lẽ ra nàng nên nghe lời vãn hà trong bóng tối của căn phòng tần tương nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ nàng nhớ mình đã mang theo vãn hà rời đi còn Tú Chi vẫn canh gác ở gian ngoài. Lúc nàng trở về, Tú Chi thấy vẻ mặt giận dữ của nàng thì hơi ngạc nhiên và nghi ngờ. Tần Tương biết, kẻ đứng sau lưng nàng đã lẻn vào qua cửa sổ. Tần Tương cắn răng chịu đựng, trong lòng sợ hãi không nguôi. Nghĩ đến cảnh trong căn phòng chỉ còn mình nàng, và nhớ lại lời Vãn Hà nói về hai người trong nhà đã bị giết tàn bạo, tim nàng thắt lại, từng đợt mùi máu tanh như sộc lên mũi. Giờ phút này, Ngoài nước mắt chảy ra trong im lặng, Tần Tương không biết còn cách nào khác để cứu mình. "Tiểu thư." Một lát sau, giọng của Vãn Hà bỗng vang lên ở lối vào nội thất. Tim Tần Tương như nhảy dựng lên, nàng nghe thấy Vãn Hà nói, "Nô tỳ vào trong đốt đèn cho ngài nhé." Đứng bên ngoài, Vãn Hà chỉ mơ hồ nhìn thấy Tần Tương ngồi ở mép giường, đầu hơi cúi xuống, trông không có gì khác thường. Với tinh khí của Tần Tương lúc này, nếu nàng không cho phép mà tự ý vào thì e rằng sẽ làm nàng nổi giận thêm nghe giọng của vãn hà tần tương im lặng không trả lời vãn hà thở dài đã đoán trước sẽ gặp phải tình huống này mỗi khi tức giận tần tương thường hoặc nổi giận dữ dội hoặc im lặng không để ai lại gần dạo gần đây vãn hà đã quen với điều đó thấy vậy chỉ biết thở dài không nói thêm gì âm thầm canh giữ ngoài cửa bên trong mồ hôi lạnh tuôn như mưa trên người tần tương, lưỡi dao kia lại càng ấn mạnh thêm. Toàn thân tần tương run lên, nàng hiểu rõ ý của người đứng sau, cắn răng, khẽ nói, đừng đụng vào ta, rời đi. Nghe giọng của tần tương thay đổi, vãn hà chỉ nghĩ rằng nàng đang giận dữ, lại thở dài, bước vào phòng, tiểu thư, giữ bình tĩnh, đừng nổi giận. Chữ thân còn chưa kịp thốt ra, tần tương bỗng nhiên hét lớn cuồng loạn, cút đi. Không được vào." Tiếng hét bất ngờ của Tần Tương khiến Vãn Hà giật mình sững sờ. Tần Tương tuy là tiểu thư kiều diễm, nhưng rất ít khi nổi giận đến mức hét lớn như vậy. Vãn Hà đã hầu hạ nàng nhiều năm, giờ đây càng kinh ngạc, bởi tiếng hét ấy dường như chất chứa nỗi sợ hãi, khiến lòng Vãn Hà dâng lên một cảm giác lo âu. Vội vã gật đầu, Vãn Hà lùi lại hai bước. "Vâng, vâng, nô tỳ sẽ ra ngoài ngay." Vừa nói Mắt vãn hà theo phản xạ nhìn lại, muốn xem tình trạng của tần tương, nhưng chỉ thấy nàng ngồi thẳng băng, và trong khoảnh khắc đó, khoe mắt nàng thoáng thấy một tia sáng lạnh lẽo. Trong lòng vãn hà thấy kỳ lạ, nhưng không suy nghĩ kỹ được, vội vàng bước nhanh lui ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, Tú Chi liền nhìn vãn hà với ánh mắt nghi ngờ. Vãn hà cười khổ, vừa bước đi vừa suy nghĩ sâu xa hơn. Vừa rồi, dáng vẻ của tần tương có chút quá mức cứng đờ như thể có ai đó đang cầm dao kề vào cổ nàng nghĩ đến đây bước chân vãn hà khựng lại tia sáng lạnh vừa thấy có phải là một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân vãn hà tràn lên khiến nàng không thể tin được mà trợn tròn mắt tú chi đứng bên cạnh cũng lộ vẻ nghi hoặc ngươi làm sao Sụt. vãn hà bỗng giơ tay ra hiệu im lặng lời tú chi vừa ngắt ngang người cũng đơ lại dù không rõ tại sao Tần Tương tức giận, cũng không hiểu phản ứng lạ thường của Vãn Hà là vì lý do gì, nhưng nét mặt của Vãn Hà, người xưa nay luôn cẩn trọng, khiến Tú Chi theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vãn Hà từ từ xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn vào nội thất tĩnh lặng không một tiếng động. Khoảng chừng 10 giây, nàng bất chợt cắn chặt răng. Vãn Hà đưa mắt nhìn quanh, trong ánh mắt thấp thoáng nét hoảng loạn, nhưng nàng cố gắng giữ bình tĩnh, Cất giọng gọi vào trong phòng, "Tiểu thư, xin đừng tức giận. Nô tỳ sẽ đi chỗ Thế tử mâm chút đồ ăn về, kẻo ngài chờ lát nữa sẽ đói." Đột nhiên nói ra lời không đầu không đuôi như vậy, Vãn Hà khiến Tú Chi đứng bên Ngạc Nhiên nhíu mày, định hỏi lại nhưng rồi lại thôi. Vãn Hà kéo Tú Chi đi ra cửa vài bước, sau đó hạ giọng nói, "Đừng vào trong, cứ ở đây chờ." Tú Chi ngạc nhiên, lời của Vãn Hà khiến sống lưng nàng hơi lạnh buốt nhưng vãn hà không chờ tú chi phản ứng đã vội xoay người đi ra ngoài màn đêm đã buông xuống nặng nề bên ngoài giá lạnh thấu xương vãn hà dẫm lên mặt đất vẫn phủ lớp tuyết chưa tan quên cả mang đèn chỉ dựa vào chút ánh sáng nhạt nhòa mà bước chân thấp chân cao tiến về sân của tần diễm khoảng cách ngắn ngủi vài bước lại như kéo dài vô tận người nàng bất giác thấm đẫm mồ hôi lạnh gió lạnh thấu xương thổi vào làm nàng càng thêm run dày khi đến sân của Tần Diễm, không rõ vì sợ hãi hay vì rét lạnh, hàm răng của nàng đã bắt đầu va vào nhau. Vãn Hà, sao ngươi lại quay lại đây? Chu Hoài đứng ở cửa chính phòng, giọng đầy vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi, hắn vẫn canh giữ ở cửa tiểu đình, vừa quay đi một chút thì Tần Tương cùng Vãn Hà đã không thấy đâu. Đuổi theo ra đến cổng, hắn thấy hai người đã đi gần đến sân, bèn vội vàng quay vào bẩm báo với Tần Diễm. Nghe Tần Tương bỏ đi mà không báo lại tiếng nào, Tần Diễm chỉ thản nhiên bảo cứ để nàng về nghỉ ngơi cũng được. Vì vậy Chu Hoài không đuổi theo, nhưng chưa đầy một chén trà, Vãn Hà đã quay lại đây, thật khiến hắn khó hiểu. Chu quản gia, Vãn Hà bước nhanh đến cửa chính, giọng nói rôn dày. Chu Hoài nghe thấy, nhận ra sắc mặt kỳ lạ của nàng, lập tức cau mày, chuyện gì vậy? Đôi mắt Vãn Hà đỏ hoe, Chu quản gia, Hãy mau báo cho thế tử, trong viện. Trong viện hình như có người lạ. Vãn Hà nói nhanh, lời vừa dứt thì Tống Lợi cùng Tần Diễm từ trong tiểu đình bước ra. Đôi mắt Tống Lợi trợn to, cái gì? Trong viện của các ngươi có người? Chương 240. Vãn Hà không để ý đến Tống Lợi, chỉ nhìn Tần Diễm mà nói, "Thế tử, sau khi tiểu thư trở vào phòng liền không thấy ổn, cũng không cho nô tỳ vào." Nô tỳ đứng ngoài cửa nhìn hình như thấy tiểu thư bị người bắt cóc. Nô tỳ lấy cớ chạy ra đây, xin thế tử mau mau cứu tiểu thư, nói xong, nước mắt vãn hà lặng lẽ tuôn rơi. Tống lợi cười lạnh lùng, không ngờ tìm mãi không thấy, thì ra là trốn vào nhà người khác. Đi thôi, chúng ta sẽ lập tức cứu tần cô nương ra. Việc tống lợi đột nhiên trở nên mạnh dạn không làm vãn hà yên tâm, ngược lại nàng còn thêm lo lắng. Tần diễm liếc nhìn chu hoài một cái, rồi bước nhanh về phía cổng viện vãn hà thấy vậy liền vội vàng chạy theo tần diễm quay lại nhìn vãn hà hỏi ngươi có thấy rõ không có chắc trong phòng tiểu thư thật sự có ngươi nghe hỏi vậy vãn hà nhất thời không trả lời rõ ràng nô tì nô tì không nhìn thấy rõ chỉ là chỉ là tiểu thư trông rất kỳ lạ nô tì lờ mờ thấy phía sau tiểu thư có một thanh đao tần diễm và chu hoài nhìn nhau ánh mắt trùng xuống tần hoàn cùng tôn mộ khanh từ trong gian phòng ấm đi ra chưa nghe rõ lời vãn hà nói nhưng thấy mọi người cùng đi ra ngoài liền cũng đuổi theo tần sương đi sau cùng vài bước chạy lên hỏi nàng lại giở trò gì đây ta không tin là trong phòng nàng có người nghe vãn hà định ra ngoài lấy thức ăn cho mình lòng tần tương lạnh buốt nàng chỉ muốn cất tiếng ngăn vãn hà lại nhưng sau lưng đã bị lưỡi dao sắc bén đè nhẹ khiến nàng không dám phát ra dù chỉ một âm thanh rất nhanh sau đó tiếng bước chân rời đi và cánh cửa đóng lại vang lên nghe tiếng bước chân của vãn hà dần xa tần tương không kiềm được nước mắt tuôn rơi dù tú chi là người lâm thị sắp xếp cho nàng nhưng nàng luôn tin tưởng vãn hà nhất vãn hà vừa rời đi tia hy vọng cuối cùng của nàng cũng tan biến nước mắt tần tương tuôn rơi không ngớt cảm thấy bản thân như đã thành kẻ đứt tay đứt chân chờ chết tần tương cắn chặt răng cảm giác khó thở đến nghẹt tim cả tòa nhà đều đang tìm kiếm kẻ bắt cóc nhưng ai có thể ngờ rằng hắn lại ẩn náu ngay trong phòng của nàng mắt tần tương đẫm lệ mờ ảo bám lấy tia hy vọng cuối cùng mà nói ngươi nếu ngươi không đi lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa giọng tần tương nghẹn ngào cố nén tiếng khóc mà nói nghe thật thê lương kẻ phía sau vẫn im lặng nhưng ngay sau đó một tiếng động khe khẽ vang lên, lưỡi dao ép ở lưng nàng cũng lơi nhẹ ra. Tần tương hơi thở phào, nói tiếp, thị nữ của ta sẽ sớm quay lại. Nếu người không đi, bọn họ nhất định sẽ thấy kỳ lạ, sớm muộn gì cũng sẽ vào phòng. Thấy lý do của mình có tác dụng, tần tương tiếp tục nói thêm. Lưỡi dao phía sau vẫn chĩa vào lưng nàng nhưng không hề di chuyển. Họng nàng như bị chẹn lại, không dám nói bừa thêm câu nào trong khi kẻ phía sau thì đang nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông bất ngờ đẩy mạnh tần tương. Sắc mặt nàng biến đổi, từ từ đứng dậy, đôi chân đã tê cứng. Nhưng thấy kẻ đó cuối cùng cũng có hành động, nàng vừa mừng vừa sợ. Nàng chỉ hy vọng người đàn ông này thấy nàng không phải người của tòa nhà mà tha cho nàng. Việc hắn định chạy đi đâu, nàng không quan tâm, chỉ lo sợ hắn sẽ giết người không ghê tay và trước khi đi sẽ không tha cho nàng tần tương cúi nhẹ đầu từng bước chân cứng đờ bị kẻ đó ép đi về phía cửa sổ cửa sổ trước đây đóng chặt giờ đã mở toang tuyết đọng bên ngoài chất trên bể cửa giờ đã tan thành một vũng nước lầy nhầy tần tương từng bước tiến gần hơn đến cửa sổ cảm giác càng lúc càng căng thẳng nàng không biết kẻ đó sẽ quyết định gì và nếu hắn muốn giết nàng thì chỉ cần trong tích tắc hai tay nàng nắm chặt bước chân mỗi lúc một nặng nề. Người đàn ông dường như đang quan sát bên ngoài cửa sổ xem có ai phục kích không, nhưng vẫn không dục nàng. Chỉ sau vài giây, khoảng cách đến cửa sổ chỉ còn vài bước thì đột ngột, sự yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ bởi một tiếng mở cửa mạnh mẽ. Tống lợi đẩy mạnh cửa, nói, tiểu thư của các ngươi đang ở đâu? Tiếng nói bất ngờ khiến tần tương sợ hãi, còn người đàn ông vừa mới nới lỏng thì lập tức trở nên căng thẳng. Đặc biệt khi hắn nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề vang lên, hắn đột ngột đẩy mạnh Tần Tương đến sát cửa sổ. Tiếng nói đột ngột làm lòng Tần Tương dao động, và bị đẩy bất ngờ, nàng theo bản năng kêu lên một tiếng. Tống Lợi bên ngoài đang loay hoay tìm nàng, tiếng kêu này đã giúp hắn xác định được phương hướng. Tống Bộ Đầu, đừng vội vã. Tần Diễm cũng nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của Tần Tương, gần như chắc chắn rằng lời của Vãn Hà là thật nếu tần tương thực sự bị bắt cóc thì việc lao vào một cách vội vàng có thể khiến nàng mất mạng ngay tại chỗ vì thế tần diễm nhanh chóng nhắc nhở tống lợi vốn định xông thẳng vào phòng trong nhưng lời nhắc của tần diễm khiến hắn dừng lại thay vào đó hắn lớn tiếng ra lệnh mau thông báo cho đồng thúc bảo ông ấy gọi mọi người đến đây và bao vây nơi này tuyệt đối không được để hung thủ trốn thoát sau một ngày mệt mỏi tìm kiếm khắp tòa nhà tống lợi đầy bực tức ban đêm đến đây, chỉ dự định hỏi thăm nhóm Tần Hoàn để xả giận, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ lại tìm thấy tung tích của hung thủ như thế này. Ra lệnh xong, Tống Lợi liếc mắt với mấy bộ khoái đi cùng, tất cả lập tức tiến đến cửa phòng. Bên trong không có đèn, Tống Lợi với tay lấy chiếc đèn dầu trên bàn. Vãn Hà vừa vào liền đứng cùng Tú Chi, và Tú Chi cũng hiểu được ý của Vãn Hà khi nãy. Cả hai đều sợ đến đỏ cả mắt. Tần Tương vẫn còn ở trong phòng, khi Tần Diễm và Tống Lợi cùng nhau bước vào, họ chỉ thấy dưới cửa sổ, một nam nhân mặc trang phục hạ nhân đang đặt con dao sắc bén trên cổ Tần Tương. Mặt Tần Tương đầy nước mắt, bị nam nhân kia khống chế. Chiếc váy hồng nhạt của nàng nhỏ nát, trang điểm cũng nhòe nhuệt. Giờ phút này, nàng trông vô cùng thê thảm và đáng thương. Tần Diễm hơi sững người, còn Tống Lợi thì mắt ánh lên đắc thắng mỡ trên mặt hắn rung rinh theo nụ cười đắc ý khi nói, tìm khắp nơi không thấy, thì ra là trốn ở đây. Tống lợi tiến lên một bước, định nói tiếp, nhưng tần diễm đã vượt qua hắn, tiến đến trước. Người không phải người ở đây, vì sao lại bắt cóc người? Người muốn gì mới chịu thả nàng? Giọng tần diễm lạnh lùng, đầy khi thế tử phụ của thế tử trong phù hầu, khiến tống lợi không dám nhiều lời, phải đứng lui lại phía sau. Kẻ kia mặc một chiếc áo bông cũ rách, tóc tai lộn xộn cột hờ lên đỉnh đầu. Dưới ánh sáng lờ mờ, mặt hắn gần như không rõ, nhưng con dao sắc bén trên tay nhấp nháy ánh sáng lạnh lẽo. "Hãy để gã thần y của phủ này chết ngay trước mặt ta." Người đàn ông lên tiếng, giọng lạnh lùng, phù hợp với vẻ bi thảm và tàn nhẫn mà hắn đã để lại trong đại thành. Tần Diễm nhíu mày, nhớ đến những gì Tôn Hạo Nguyệt đã nói ban ngày kẻ thù của ngươi là tôn thần y không phải muội muội ta muội muội ta cùng tuổi với con gái ngươi ngươi cảm thấy con gái ngươi chết oan uổng thì muội muội ta cũng vậy đưa hắn đến đây để hắn đến chỗ này người đàn ông lùi về phía sau một bước tựa người vào tường con dao lại càng dí sát vào cổ tần tương nàng cũng bị ép lùi theo nhưng không kịp lùi xa nên cổ bị cưa vào lưỡi dao máu lập tức dì ra nước mắt tần tương lan dài như ngọc châu đôi môi mím chặt tràn đầy khẩn cầu nhìn tần diễm tần tương biết rõ lúc này chỉ có tần diễm mới có thể cứu nàng được ta sẽ bảo người đi truyền lời ngay nói xong tần diễm quay đầu lại liếc cảnh cáo tống lợi một cái tống lợi cũng nhận thấy tần tương đang bị thương liền không dám hành động thiếu suy nghĩ vội lùi lại một bước tần diễm rời khỏi phòng ở cửa Tần Hoàn và mấy người khác đã nhìn thấy diện mạo của hung thủ. Nàng lùi lại một bước theo Tần Diễm, gương mặt vô cùng nghiêm trọng, đó chính là người mà chúng ta đã cứu về. Tần Hoàn trong lúc nói chuyện có chút nghẹn ngào, ban ngày nàng không hề nghĩ tới người này, những ngày qua gần như cũng quên mất hắn. Nhưng khi đứng dưới ánh đèn dầu lờ mờ trong tay tống lợi, nàng chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Nàng nhớ hắn có gương mặt ngăm đen, trông như một nông dân khốn khổ bao năm. Hắn gần như bị đông cứng khi được họ cứu về, nhưng sau khi tỉnh lại thì không nói một lời nào và biến mất. Hắn quá tầm thường, quá đội bình thường, chỉ bị coi là một tên trộm thuốc hoảng sợ nên bỏ chạy. Cổng viện phía Tây đã bị mở ra, ai cũng nghĩ hắn đã trốn đi, nhưng không ngờ rằng hắn lại ở lại để giết người. Tần hoàn mím chặt môi, mơ hồ cảm thấy chuyện đã đi xa đến mức này là do lỗi của nàng. Đáng lẽ nàng phải nghĩ ra sớm hơn. Chiếc áo bông màu đen kia, ngày hắn được cứu trên người cũng chính là mặc chiếc áo bông đen đó, đúng không? Lần đầu tiên hắn giết người, hắn chưa kịp thay trang phục của hạ nhân trong phủ. Sau khi có người chết, cả phủ đều đề phòng, vì thế hắn mới nảy ra ý định thay quần áo. Thậm chí, đêm trước khi nàng chạm mặt hắn, nàng cũng không thể nhận ra ngay. Tần Hoàn không tin đây là ngẫu nhiên, bề ngoài hắn có vẻ ngờ nghịch nhưng thật ra lại rất xảo quyệt hoặc khi người ta đã có ý định làm ác đặc biệt là khi có âm mưu bản năng của họ sẽ trở nên gian manh đúng rồi là hắn tôn mộ khanh phản ứng chậm hơn tần hoàn nhưng hắn đã chăm sóc người đó suốt nửa ngày ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu hắn không khỏi lùi lại hai bước hôm đó chính hắn đã dẫn tần hoàn cùng mọi người đi xem dược viên và cũng chính hắn đã chữa trị cho hắn ta cuối cùng lại là hắn không thể trông giữ nổi. Sao lại có thể là hắn? Rõ ràng hắn chỉ đến để trộm thuốc, lúc cứu về, hắn suýt nữa bị đông cứng đến chết. Tôn Mộ Khanh lắc đầu, vậy là hắn đã có ý định giết người từ đầu, hay chỉ tình cờ lạc vào đây rồi gây án? Tần Diễm đã bảo Chu Hoài đi tìm đồng thúc, nghe vậy liền quay lại nói, hiện giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Kẻ ác vốn có lòng dạ độc ác, không có cơ hội này thì cũng sẽ tìm cơ hội khác trước mắt phải cứu ngũ muội muội ra. Sắc mặt tần diễm lạnh lùng, ánh mắt tần hoàn cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Dù thế nào đi nữa, không ai muốn thấy người trong nhà gặp chuyện không may, huống chi lại là tần tương. Tần hoàn bước đến cửa phòng, còn tần diễm cũng tiến vào bên trong. Đã phân phó xuống dưới rồi, hắn sẽ lập tức đến đây. Nói xong, tần diễm khẽ nhíu mày, ngươi trốn trong phủ nhiều ngày như vậy, là để tìm tôn thần y báo thù sao? giọng điều của tần diễm như một người ngoài cuộc không hề tỏ ra thân cận với tôn hạo nguyệt người đàn ông nghe xong ánh mắt nhìn về phía tần diễm một lúc sau mới lạnh nhạt nói hắn không phải thần y hắn là kẻ hại người tần diễm không tin lời hắn nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa dưới ánh đèn leo lét thậm chí không thấy rõ mặt mày ngày hôm ấy khi cứu hắn tần diễm nhớ hắn trông rất bình thường lúc này hắn nhìn thẳng vào tần diễm nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không có chút sức sống hay phẫn nộ nào. Đôi mắt hắn trông như hai lỗ đen sâu thẳm. Vậy mà người này lại tàn nhẫn giết chết tiểu hạt thông và người ở đại thành. Tôn thần y đã cứu rất nhiều người, giọng tần diễm cũng bình thản, nếu là kẻ thù của tôn hạo nguyệt thật sự căm hận, nghe câu này có lẽ sẽ nổi giận, nhưng người đàn ông lại chẳng hề phản ứng gì. Tần Diễm không thể phân biệt được liệu người đàn ông này có tâm trí kiên định hay trước mắt chỉ là một cái xác không hồn. Tần Hoàn và Tôn Mộ Khanh đứng phía sau, trong lòng có chút căng thẳng. Người khác có lẽ đã quên, nhưng hai người họ thì không. Ngày hôm đó, sau khi người này tỉnh lại, ánh mắt của hắn gần như giống hệt bây giờ. Khi ấy, họ nghĩ hắn chỉ là chưa hồi phục tinh thần, nhưng giờ Tần Hoàn đã hiểu, không phải là hắn chưa hồi phục, mà vốn dĩ hắn luôn như vậy con gái ta khi sinh ra đã không thể đi lại mọi người đều nói nó là quái vật nhưng với ta và mẹ nó nó là máu thịt của chúng ta bao năm nay ta chịu đựng bệnh tật liều mạng để nó được ăn no mặc ấm nó chỉ không thể sử dụng tay chân mà thôi vốn sẽ không chết nhưng kể từ khi rời khỏi nơi này nó đã chết giọng người đàn ông trầm đục và lạnh lẽo nhưng khi nói đến con gái mình có một chút run rẩy hiện lên sau một khoảng ngừng ngắn hắn tiếp tục mẹ nó khóc mấy ngày liền sau khi về đến nhà rồi ngã xuống xích thủy hà mà chết chúng ta nuôi dưỡng nó không dễ dàng gì con gái đã làm chúng ta khổ cực nhưng chúng ta chưa bao giờ mong nó chết giờ nó chết rồi mẹ nó và ta cũng không còn muốn sống nữa phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn